Dòng biết kêu bên em là thứ nhất là có màng bọc và có lắp đong. Nhãn phụ tiếng Việt là ghi sản phẩm sản xuất theo công nghệ Đức. Đó. Đây mới là hàng chuẩn nhá. Và màu sẽ là màu da cam. Em bóc cho các bác xem thử một chai nhá. Em quay cố gắng lấy hết cả chai nhá. Đây, em bóc cho các bác thử một chai này. Đó. Sản phẩm bên em là có lắp nhựa đong nhá. Trên lắp nhựa đong là có vạch đo dung tích. Với một lắp như thế này sẽ là 50ml. Một lắp đầy này là 50ml nhá. Đấy. Rất nhiều các bác hiện tại bây giờ đang tham rẻ và mua phải hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng. Thì đây chính là những cái điểm phân biệt rõ ràng nhất của hàng thật. Loại này thì một chai phun cho 1 hecta rất là tiết kiệm. Và tồn lưu lên tới 4 đến 6 tháng. BetQ được Viện Khoa học và Cây trồng khuyên dùng. Giá thành rẻ. Mà lại hiệu quả. Người ta phun những cái loại khác có thể là 1 tuần hoặc 10 ngày, 15 ngày đã phải phun lại rồi. Nhưng từ ngày mình chuyển sang cái thuốc này là chết, sạch bệnh. Từ khi tôi dùng cái này bây giờ thì lại thấy nó lại hiệu quả. Hết các loại bọ trĩ rồi dày dẹp rồi rồi vàng rồi muỗi rồi các thứ, nói chung là nó diệt được cả trứng. Mỗi một lọ này cho 1.000 lít đến 1.200 lít phun phủ đều. Chẳng cần phải phun vào quả đâu, nó ngửi sực mùi cái là ruồi vàng bay hết. Không, đánh BetQ là nó phải được 20 ngày đấy, nó không đến đâu. Riêng với BetQ chỉ một lần phun duy nhất, diệt sạch tất cả các loại dày dẹp, bọ trĩ, nhện đỏ, ruồi vàng và sâu đục thân, sâu cuốn lá và sâu ăn lá. Loại này thì các bác cứ phun cho em 3 ngày là thấy ngay kết quả, cam kết hiệu quả 100%. Các bác cũng có thể thấy là ở đây bên em là rất nhiều đơn hàng đang được chuyển đi. Đây là toàn bộ là những đơn thùng. Những đơn thùng này là những các bác đã lấy dùng thử 1-2 chai hiệu quả và đặt lại. Số lượng đơn thùng hiện tại của nhà bên em đi là nhiều hơn rất nhiều so với số lượng các bác đặt 1-2 chai. Đấy thì các bác cũng thấy là nó hiệu quả như thế nào. Và hiện tại là trên thị trường cũng xuất hiện rất nhiều hàng giả, hàng nhái của công ty em. Thì công ty em có địa chỉ tại khu 31 hecta, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội. Kho lấy của nhà bên em sẽ là kho Ngô Xuân Quảng. Còn đâu tất cả các kho khác đều là giả mạo. Để đặt hàng chính hãng, các bác để lại số điện thoại hoặc liên hệ hotline trên màn hình. Ưu đãi cực lớn khi mua từ một thùng, miễn phí vận chuyển tận nhà khi mua từ hai chai.